Xin chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ tiếp tục cái series về những cái thí nghiệm điện. Thì hôm nay á, chúng ta có hai cái CP, một cái CP đây và một CP đây. Hai cái CP này nó cùng là chống điện giật dòng rò 30 mA. Rồi chúng ta hãy xem tiếp. Nó xem đầu tiên là cái CP ở trên là CP của hãng Venlock chống dòng rò là 30 mA. Đó, cái chỗ đó là nó chống dòng rò là nó ghi là 30 mA các bạn. Rồi. Còn cái CP màu đen ở dưới á là cái CP của Panasonic và nó cũng chống dòng rò là 30 mA. Đây, cái chỗ này nè. Đây. Cái chỗ này nó cũng chống dòng rò là 30 mA và như thế này. Thì bây giờ thì mình thử coi là hai CP này CP nào nhảy trước hay là cả hai CP cùng nhảy. Thì hiện nay mình chưa có cấp nguồn cho nó. Rồi bây giờ về các bạn. Mình để xa xa các bạn dễ nhìn ha. Cái dây dây này nè. Dây này. Cái dây đó là dây lửa, dây lửa một đầu mình cho nó cắm vô nước. Này, chỗ này là nước rồi. Chỗ này vừa có nước mà vừa tiếp đất tốt nữa nha. Rồi, bạn nhìn xem nha. Cái chỗ này là vừa có nước vừa tiếp đất tốt nè. Thì bạn phải cắm cho nó cái chỗ mà tiếp đất tốt đó nha. Có nghĩa là nếu mà trên nền nhà thì các bạn phải cắm cái dây điện nó vào cái đường này nè, cái đường ron này nè, những cái đường ron thôi, những đường ron dọc này nè, ron chỗ này nè là những cái đường ron á. Còn bạn cắm ở chỗ này nè nha thì nhiều khi nó không có nhảy, tại vì nó không có tiếp đất tốt á, nên là gạch tráng men các bạn, gạch sứ. Mà cái gạch kiểu này á, là nó cách điện. À, còn chỗ này là nó cách điện dở hơn nè, nghĩa là nó tiếp đất tốt á, nó có thể truyền điện xuống đất á. Còn chỗ này giống như là nó cách điện, nó không cho điện truyền xuống, cho nên là cái này nó không có nhảy. Còn nếu mà các bạn muốn thề thử, các bạn phải cho vô những cái đường ron nha. Đó. Hay là sàn nhà bị ướt á, hay là vô đất đó nha, tại vì cái này là gạch này là tốt. Rồi thì bây giờ á, mình sẽ cấp điện cho nó để coi có cái CP nào nó nhảy trước ha. Thì bây giờ mình bật hai cái đều on hết. Đây. Cái này ở vị trí on nè các bạn. Cái này cũng ở vị trí on luôn. Rồi các bạn xem lại nó ở vị trí on nha. Rồi cái màu trắng của Venlock cũng đang ở vị trí on 30 mA. Và cái màu đen của Panasonic cũng đang ở vị trí on và nó ở và 30 mA. Rồi thì bây giờ mình sẽ cấp nguồn. Rồi bây giờ mình sẽ đây các bạn, mình gắm điện vô ha, rồi mình coi nó có nhảy không nha. Các bạn để ý cái CP màu trắng nha. Rồi mình vừa cấp điện vô thì cái CP màu trắng nó đã nhảy. À. Thì bây giờ các bạn nhìn xem CP màu trắng nó nhảy nha. Hồi nãy nó ở phía trên đó mà, nó ở giờ ở phía dưới rồi. Đó các bạn, hồi nãy nó ở phía trên, bây giờ ở phía dưới, ở vị trí ọt nè. Rồi. Còn cái CP màu đen thì sao? Cái CP màu đen của cái hãng Panasonic ấy, nó vẫn ở cái vị trí là on, không có nhảy. À. Thì có bạn sẽ nói ủa thì gửi cái CP màu đen nó bị hư sao? À. Thì các bạn thấy dòng điện từ bên đây là đi vô đây, đi qua CP màu trắng trước, sau đó nó đi qua CP màu đen sau, rồi từ cái dây này nè nó mới cắm vô nước. Như vậy nếu mà hai cái CP này nó cùng là khả năng chống dòng rò giống nhau
thì đáng lẽ cái CB màu đen nhảy trước chứ, đúng không ạ? Còn nếu mà CB màu đen nó bị hư á, có nghĩa là không cho dòng điện đi qua, thì CB màu trắng làm sao nó có dòng điện đi qua? Mà CB màu trắng nó không có dòng điện đi qua thì làm sao mà nó nhảy được? Này, thì điều này á, khi mà nó nhảy, CB màu trắng nhảy chứng tỏ là CB màu đen nó cũng không có hư, hai CB này đều động tốt. Tại vì CB màu đen mà nó hư á, là CB màu trắng đâu có dòng điện đâu. Tại cái dây này là nó nối với CB màu đen trước mà, đó. Cho nên có thể thấy rằng hai cái CB cùng chống dòng rò là 30 mA, nhưng mà cái CB màu đen của Panasonic nó dở hơn CB của Venlock ha. Rồi bây giờ ví dụ mình vẫn cắm điện các bạn. Điện thì vẫn cắm, bây giờ mình sẽ mở cái CB màu trắng từ vị trí off sang vị trí on thôi có được hay không? Rồi bây giờ mình mở ha. Mở. Không được các bạn. Mình mở lên cái tự nhiên mình buông tay ra cái nó nhảy xuống vị trí off. Cái kỳ gì đó, nhưng mà không được. Đây. Bây giờ nó mở nha. Các bạn thấy rõ ràng á, mình mở về vị trí on, khi mà mình buông tay ra một cái nó tự động nó trở về vị trí off, có nghĩa là nó nói như sao, nó nói á, vẫn có dòng điện rò đang xảy ra, không có mở on được. À, như vậy là đấy, dòng điện rò, dòng điện vẫn cắm trong nước nè, nghĩa là dòng điện vẫn đang cắm trong nước thì chúng nó đang ở vị trí off, bạn mở về vị trí on nó không cho, tại vì nếu mà nó cho có nghĩa là dòng điện chạy ra đây, tại vì đây nếu mà có người dẫm vô bệnh dẫm vô chỗ nước là người giật chết liền. À, như vậy là CV này rất thông minh, đó mà có nghĩa là dòng rò nó vẫn đang có, là nó không có cho mở. À, còn CV màu đen này thì nó đang ở nó vẫn ở chỉ on thì mình bó tay rồi, à, không nói được gì rồi, dở quá ha. Rồi rồi thì bây giờ ví dụ mình sẽ ngắt nguồn đi ha. Khi mình ngắt nguồn thì chắc chắn mình sẽ mở được vị trí on được. Rồi bây giờ mình ngắt nguồn ha. Rồi. Thì bây giờ mình mở vị trí on được không? Nó đang vị trí off đó các bạn, mình mở vị trí on nè. À. Thì cái lúc này mình buông tay thì nó cho về vị trí on, tại vì đâu có điện đâu, đâu có điện, nó đâu có dò đâu, nó biết được có điện hay không. À, nghĩa là không cấp điện cho nó thì nó đâu có biết được là có dòng rò hay không mà nó on hay off, nên lúc này mở được. Rồi. Thì bây giờ chúng ta cắm điện vô một phát là nó sẽ trở về vị trí off thôi, cái xi màu trắng nè. Rồi thì bây giờ mình sẽ cắm điện vô. Giờ mình cắm điện vô. Rồi, thì bạn thấy hồi nãy nó rất là nhạy các bạn. Rất là nhạy. Khi mình cắm điện á, các bạn để ý hồi nãy á, cái ổ cắm này là mình chưa bật vị trí, nó đang ở vị trí off luôn nha. Nghĩa là nó đang ở vị trí mà không có điện luôn á. Không có điện CB này vẫn nhảy. Đấy. Thật ra thì dòng điện cái trong ổ cắm này bạn nó có một dòng điện nhỏ khoảng 12V gì á. Tại bữa hổm biết sao không? Mình cho nó này nè. Nhìn xem. Cái ổ cắm điện này nó đang ở vị trí off nè, nghĩa đèn sáng, mình tắt nó. Có nghĩa là ổ điện này bây giờ không có điện, nhưng mà nếu mà các bạn sờ tay vô nó bằng giật tê tê á. À, có nghĩa là bây giờ cái ổ điện này hiện tại không có điện, tại vì chúng ta tắt rồi, tắt công tắc rồi. Bây giờ mình mở lại công tắc nha. Nó sẽ sáng đèn lên nha. Đó. Các bạn thấy khi mở công tắc thì nó lại sáng đèn lên. Mà khi mà mình thử cái đèn nè ở vị trí on hay vị trí off chăng nữa thì cái CB này nó vẫn nhảy bình thường. Rồi bây giờ mình mở lên thử nha, nghĩa là bây giờ có dòng điện, có nghĩa là bây giờ là vừa có dòng điện mà dòng điện rò đang ở vị trí nó bị rò thì CB này chắc chắn nó không bật được.
đó, nó vẫn không 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 nó không cho chúng ta về vị trí on, tại vì vẫn có dùng điện rò. On là chết, ngắt làm sao, đúng không ạ? Rồi thì bây giờ á, bây giờ bạn nhìn xem nha, cái này nó đang ở vị trí, cái ổ cắm này nó đang mở nè, nó đang có điện nè, nó đang cho điện truyền qua nè. Cái chỗ này màu đỏ đó bạn, bây giờ mình tắt nha, Có nghĩa là mình không cho cái ổ cắm đó dòng điện truyền qua ổ cắm nữa. Mình mở lên, không cho luôn. Mình tắt nguồn đi. À, mình mở lên lại. Rồi, bây giờ mình bày ý nè, bây giờ nè, mở lên nè. Nè, khi mở lên thì CP nó nhảy về vị trí ập. và cái này á, là nó có nghĩa là mình nói như vậy nè, cái ổ cắm này nó vẫn có một dòng điện nhỏ trong đó, khi mà bạn tắt nguồn của nó, khi mà bạn bấm nút này nè, à, nút này là có điện nè, này không có điện nè, à, này đèn sáng không sáng nè, nhưng mà ổ cắm này nó vẫn có một dòng điện nhỏ trong đó, mà cái CP này á, nó vẫn dò được, mà nó quá hay luôn các bạn. Đấy. Rồi thì bây giờ ví dụ mình sẽ để mình coi coi. Rồi, cái này nguy hiểm quá. Tại có một mình các bạn. Mình đang quay phim có một mình nè. Sơ sẩy là họ họ không có ai biết luôn á. Nguy hiểm lắm. Dù có hai ba người thì còn yên tâm được ha. Tại vì có một mình nè. Không ai thấy chứ á, cũng ngẫm là ngẫm mình luôn á. Mấy ngày sau mới tìm ra đó. Rồi thì bây giờ á, bây giờ mình sẽ bật lên, không cho bật, mình sẽ gỡ nguồn đi, nó cho bật thôi, à, gỡ nguồn đi, bây giờ bật lên, đó, bây giờ bật lên nó cho rồi đó. Rồi xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo, các bạn nhớ like, subscribe và chia sẻ clip với mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.